chào tất cả các con. Mời các con ngồi xuống. Các con dở sách vở ra để chúng ta học bài ngày hôm nay nhé. Rồi, để mở đầu tiết học ngày hôm nay, cô sẽ mời các con tham gia một phần khởi động. Để tham gia trò chơi này, các con sẽ chuẩn bị cho cô bút và giấy. Các con chia giấy thành hai cột, một cột ghi nét đẹp và một cột ghi nét chưa đẹp. Trên màn chiếu sẽ xuất hiện các hình ảnh có ghi số thứ tự. Các con quan sát và sau đó thật nhanh tay ghi vào hình ảnh nào là hình ảnh đẹp và hình ảnh nào là hình ảnh chưa đẹp. Rồi, thời gian trò chơi của chúng ta bắt đầu. Rồi, hình ảnh cuối cùng đã dừng lại. Bạn nào có kết quả? Cô mời con. Con thưa cô, nét đẹp được thể hiện qua những bức tranh số 1, số 4, số 5, số 8. Còn nét chưa đẹp được thể hiện qua những bức tranh số 2, số 3, số 6 và số 7 ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Các bạn có đồng ý với kết quả của bạn không? Có. Rồi, chúng ta cùng xem kết quả nhé. Rồi, nét đẹp là bức tranh số 1, số 4, số 5 và số 8. Nét chưa đẹp là bức tranh số 2, số 3, số 6 và số 7. Như vậy kết quả của bạn đã hoàn toàn chính xác. Con cho cô biết là con có thể mô tả lại cái hình ảnh thứ tư. Và theo con tại sao đấy là nét đẹp? Con thưa cô, trong bức tranh này thì con thấy mọi người đang xếp hàng để đi vào xem phim thì đây một nét đẹp đẹp. Nếu như mà chúng ta cứ chen lấn xô đẩy nhau thì nó sẽ trở nên hỗn loạn. Và đó là một hành động không văn minh ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Như vậy chúng ta đã thấy là chúng ta là mỗi cá nhân và sống trong tập thể. Vì vậy mà việc giao tiếp ứng xử nơi cộng đồng là trách nhiệm của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy là trong cái sự phát triển của xã hội thì cái môi trường cộng đồng không chỉ bó hẹp ở đường phố này, rồi là công viên hay trường học hay công sở. Các con cùng hướng lên màn hình. Những hình ảnh mà các con vừa quan sát được có gợi cho chúng ta chủ đề bài học ngày hôm nay không? Cô mời con nào. Con nói cô là qua video kia nó gợi cho con là bài học của chúng ta là về công nghệ thông tin ạ. Bài học của chúng ta về công nghệ thông tin. Cảm ơn con. Còn bạn nào khác không? Rồi, cô mời con nào. Con thưa cô, qua video trên nó gợi ý cho con về mặt các mạng xã hội ạ. Mạng xã hội. Cô cảm ơn con. Còn bạn nào khác có câu trả lời nào? Cô mời con. Con thưa cô là bài học này con đoán là sự phát triển của Internet ạ. Sự phát triển của Internet. Cảm ơn tất cả các câu trả lời của các bạn. Cùng với sự phát triển của xã hội và công nghệ thông tin thì đã hình thành ra một khái niệm mới, đó là cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng còn gọi là thế giới mạng, thế giới ảo, nơi con người có thể thực hiện các hoạt động giao tiếp xã hội với nhau mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Vì vậy, bài học của chúng ta hôm nay là ứng xử có văn hóa khi giao tiếp trên mạng. Các con ghi bài. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta có 3 phần chính. Phần 1, ứng xử có văn hóa nơi công cộng khi sử dụng phương tiện thông tin cá nhân.
phần 2 ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội và phần 3 ứng xử có văn hóa khi dùng email và tin nhắn. Rồi chúng ta vào phần 1 ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng khi sử dụng phương tiện thông tin cá nhân. Các con hiểu thế nào là phương tiện thông tin cá nhân? Rồi cô mời con. Con thưa cô, theo con hiểu thì phương tiện thông tin cá nhân có thể là điện thoại, iPad hay là máy tính của mỗi cá nhân ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Câu trả lời của bạn chính xác rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái việc sử dụng cái phương tiện thông tin cá nhân như thế nào cho đúng. Và để các con tìm hiểu nội dung này thì cô mời các con cùng theo dõi cho cô tiểu phẩm. Tiểu phẩm của chúng ta mang tên Gặp gỡ sau kỳ nghỉ hè. Trong quá trình các con theo dõi tiểu phẩm này thì các con hãy cùng suy nghĩ cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hãy cho biết các nhân vật trong tiểu phẩm đã có những ứng xử nào chưa phù hợp khi dùng phương tiện thông tin cá nhân nơi công cộng. Câu hỏi thứ hai, nếu đặt mình vào các nhân vật trong tiểu phẩm, các em sẽ có ứng xử như thế nào cho đúng? Và sau khi theo dõi và suy nghĩ thì chúng ta sẽ có một hoạt động thảo luận nhóm. Cô mời các bạn trong tiểu phẩm lên thực hiện. Ơ Thủy, con đi đâu thế? Đến trường rồi mà. Ôi, con không để ý ạ. Mà sao hôm nay con nhờ mẹ chở đi sớm hết? À, bởi vì thời gian nghỉ hè dài quá, con nhớ các bạn, con muốn gặp các bạn ạ. Nhưng mà mẹ đã chưa thấy bạn nào đến, hay mẹ con mình nói chuyện với nhau nhá. Ôi mẹ ơi, mẹ con mình là người một nhà nói chuyện với nhau lúc nào chả được. Với cả con đang chat với mấy bạn không vừa kết bạn trên Facebook này. Mình nhìn này. Thôi, mẹ về đi. Chào cậu. À, chào cậu. Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, tớ muốn đến sớm để gặp các cậu đấy. Thế kỳ nghỉ hè vừa rồi cậu có được đi chơi ở đâu không? Tớ được đi Đà Nẵng này, còn được khám phá phố cổ Hội An nữa. Thế còn cậu có đi đâu không? Thời tiết năm nay nó nóng lắm, tớ chỉ thích nằm ở nhà để điều hòa thôi. Với lại ở nhà tớ còn rất chăm chỉ cái món này này. À, xin chào ông bạn. Hôm nay nhiều người đến sớm nhỉ, tớ mình nói chuyện về kỳ hè của mình đi. Chúng tớ hẹn nhau đến sớm mà là để nói chuyện, mà để thách đấu cơ, vào game. Ok. Kệ các bạn đấy đi. Tớ quên vở bài tập toán ở nhà rồi, cậu đợi tớ một tí nhé. Alo mẹ à? Ơi mẹ đây. Con quên vở bài tập toán ở nhà mất rồi. Đi học mà lại quên sách vở hả con? Thế con để ở đâu? Con để ở trên giá sách tầng 2 năm thứ 3 ấy ạ. Là quyển vở màu xanh hả con? Không không ạ, quyển vở màu tím con nhãn cùng con mèo cơ. Có thể nói nhỏ một tí được không, tớ đang đọc sách. Mẹ xin lỗi, mẹ mang đến ngay cho con nhá. Mẹ sẽ mang đến ngay đây. Em hỏi đấy. Đấy. Úi giời, đang lúc đây cần tự dân máy hết pin này. Ê, cho tôi mượn máy không tôi chưa? Không, hỏi tí. Úi, ảnh bạn này đi biển Đà Nẵng này. Đẹp chưa? Úi, ảnh đẹp đẹp sao cậu không đăng lên Facebook đi. Thôi, đăng mấy tấm này trong mặt tớ buồn cười lắm, đăng lên xấu hổ chết đi được. Có gì mà phải xấu hổ? Để tớ chia sẻ Facebook cho mọi người xem. Thì đi. Thế em đang làm gì vậy? Thưa cô, bạn Vy ở anh tự tiện lấy điện thoại của bạn Thủy để đăng ảnh bạn Thủy lên Facebook ạ. Trước tiên, cô muốn các em xin lỗi bạn Thủy, sau đó tất cả theo cô lên văn phòng để viết bản tường trình về sự việc ngày hôm nay. Thủy ơi, xin lỗi cậu nhé. Cảm ơn Huy và Minh, các em đã ứng xử rất tốt. Về chủ đề này, cô có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ cho các em nghe. Hẹn các em tiết sinh hoạt cuối tuần nhé. Dạ vâng ạ. Các con vừa theo dõi tiểu phẩm rất thú vị và chúng ta thấy là các bạn trong lớp chúng ta đã trở thành những diễn viên rất là nhập vai đúng không? Và như cô đã nói ban đầu, sau khi các con theo dõi vở kịch thì chúng ta sẽ thảo luận nhóm. Nội dung thảo luận của chúng ta là có hai câu hỏi mà cô đã nêu và thời gian thảo luận nhóm của chúng ta là 4 phút. Cô sẽ chia lớp mình thành 6 nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6. Các con sẽ nhận nội dung thảo luận nhóm. Các con đã nhận được phiếu thảo luận của mình. Trong thời gian 4 phút, tất cả các bạn trong nhóm sẽ đưa ra những ý kiến và thư ký của nhóm sẽ nhanh tay ghi vào. Thời gian của các con thảo luận là 4 phút. Thời gian bắt đầu.
con rõ ràng để chúng ta có thể nhìn được nhé. Ngoài lề. Ở trong mặt không? Ở trong mặt. Mặt. Rồi, hết thời gian thảo luận, tất cả các nhóm dừng bút cho cô nào. Các con quay về vị trí. Trong quá trình các con thảo luận, cô thấy rằng là các con tham gia thảo luận rất là sôi nổi. Bây giờ cô sẽ lấy tinh thần xung phong, nhóm nào cảm thấy tự tin nhất nè, nhóm nào cảm thấy là mình đã hoàn thành đầy đủ thì các con xung phong nào. Rồi, cô mời của nhóm của Trọng Huy nào. Sau đây em xin trình bày ý kiến của nhóm 3. Ở câu hỏi số 1 thì đáp án của nhóm em là bạn Thủy không quan tâm đến mẹ, chỉ chú ý đến điện thoại. Bạn Linh Anh nói chuyện quá to làm cho bạn Bảo không thể đọc được sách. Bạn Huy xâm phạm quyền riêng tư của bạn Thủy tự tiện đăng ảnh lên mạng xã hội. Ở câu hỏi 2, nếu em là bạn Linh Anh, em sẽ nói bé lại để bạn Bảo có thể đọc sách. Nếu em là bạn Thủy, em sẽ quan tâm đến mẹ hơn. Và nếu em là bạn Huy, em sẽ hỏi mượn lịch sự và có sự cho phép của bạn mới được lấy điện thoại. Nếu em là bạn Huy, em sẽ không tự ý xem ảnh của bạn và không được tự ý đăng lên mạng xã hội. Rồi, cô cảm ơn kết quả thảo luận của nhóm 3. Nào, cô mời các nhóm khác. Các nhóm khác có thể bổ sung. Cô mời con. Con nâng cô, con xin phép bổ sung phần 2 của bạn là con xin bổ sung thêm một ý là nếu con sẽ soạn sách vở kỹ càng hơn để không khỏi quên sách và nhờ mẹ lấy hộ. À rồi, cô cảm ơn con. Một phát hiện rất là nhỏ thôi của bạn. Tuy nhiên là chúng ta chú ý tập trung cho cô vào những cái chi tiết để mà các bạn ứng xử trong quá trình mà sử dụng phương tiện thông tin cá nhân nhá. Cô mời con nào. Con được cô, con xin phép bổ sung cho phần 1. Phần 1 này con có thêm một đáp án nữa. Bạn Minh và bạn Huy đến lớp không chủ động nói chuyện với các bạn, chỉ chú tâm đến điện thoại. Rồi, cô cảm ơn. Như vậy đấy là một phát hiện rất tốt của bạn Phú Nguyên. Cảm ơn con. Nào, còn nhóm nào muốn bổ sung không? Cô mời con nào. Dạ, con thưa cô, con bổ sung cho bạn ở câu 1 ạ. Bạn Thủy, bạn ý đã không nói chuyện với mẹ, không quan tâm đến mẹ mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại và mời mẹ đi về ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, cô mời nhóm 3 về chỗ. Vậy với kết quả thảo luận của nhóm 3 cùng với cái sự bổ sung của các bạn còn lại thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng phương tiện cá nhân nơi công cộng thì chúng ta thường bắt gặp những cái hình ảnh những nhóm bạn rồi các gia đình ngồi cạnh nhau nhưng họ không hề nói chuyện với nhau mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Hay có những cá nhân nơi công cộng nhưng dùng điện thoại nhưng nói chuyện rất là to và ảnh hưởng đến những người khác. Vì vậy các con lưu ý là khi chúng ta sử dụng phương tiện thông tin cá nhân nơi công cộng thì chúng ta thứ nhất là chúng ta cần phải tôn trọng những người xung quanh và thứ hai chúng ta cần phải tập trung khi trò chuyện với mọi người. Các con ghi bài. Ta sẽ chuyển sang một phần rất quan trọng, đó là ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội. Rồi, để thay đổi không khí cho lớp học thì chúng ta cùng trò chuyện một chút nhé. Cô muốn hỏi với các con một điều là một ngày thì các con thường dùng bao nhiêu thời gian để các con lên mạng? Cô mời con. Dạ, con thưa cô, một ngày con thường dành ra từ 4 đến 5 tiếng để sử dụng mạng xã hội ạ. À, 4 đến 5 tiếng, cũng tương đối nhiều đấy nhỉ. Các bạn khác? Cô mời con nào, một bạn nữ.
Con thưa cô, một ngày con lên mạng xã hội khoảng 1 đến 2 tiếng ạ. À, con lên mạng xã hội 1 đến 2 tiếng. Vậy khi lên mạng xã hội con làm gì? Con thưa cô là con chat với các bạn bè và lên YouTube ạ. Rồi, con chat với bạn bè và lên YouTube. Rồi, cảm ơn con. Nào, các bạn khác nào? Cô mời con. Con thưa cô, một ngày con có thể dùng để từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng ạ. Con tìm tài liệu học tập và chơi game, xem YouTube ạ. Rồi, cô cảm ơn. Như vậy là bạn lên mạng để truy cập thông tin đúng không? Tìm kiếm tài liệu và có thể để giải trí nữa. Rồi, cảm ơn các con. Như vậy chỉ thông qua một cái khảo sát rất là nhỏ trong lớp, trong phạm vi nhỏ nhỏ lớp chúng ta thôi, thì chúng ta thấy là cái thời gian mà các con lên mạng xã hội tương đối là nhiều. Và các con lên mạng xã hội với rất nhiều các mục đích khác nhau. Chúng ta cũng biết là cộng đồng mạng, là cái không gian mạng, là một cái không gian mà nơi đó tạo ra và chia sẻ rất nhiều các thông tin, rất là phong phú và đa dạng. Và bên cạnh những cái mặt tích cực thì vẫn còn tồn tại những cái mặt trái. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia một cái hoạt động để xem rằng trên mạng xã hội chúng ta, khi chúng ta sử dụng mạng xã hội thì có những điều nên hay không nên. Hoạt động của chúng ta mang tên là nối vòng tay lớn. Hoạt động này chúng ta sẽ hoạt động bằng một cái trò chơi tiếp sức, và các con sẽ tìm những điều nên và không nên khi giao tiếp trên mạng xã hội. Cô đã chia ra làm 3 phương diện. Thứ nhất là chúng ta sử dụng từ ngữ như thế nào. Thứ hai là khi chúng ta đăng tải những hình ảnh. Và thứ ba là khi chúng ta chia sẻ thông tin. Và thời gian của hoạt động này là chúng ta trong khoảng thời gian bài hát nối vòng tay lớn. Các con sẽ cùng ghi những điều nên và không nên ở 3 phương diện trên. Cô sẽ chia lớp mình thành 3 đội. Đội nào mà tìm được nhiều điều nhất thì đội đó sẽ giành được phần thắng. Các con đã hiểu trò chơi chưa? Rồi, cô cảm ơn con. Cô sẽ phát cho 3 đội, mỗi đội một cái tệp giấy màu này. Và các con sẽ cùng ghi lại tất cả những điều nên và không nên. Sau đó các con dán chính xác vào cái phiếu học tập này của cô. Được chưa? Các con hiểu chưa? Rồi, thời gian của hoạt động này đó là trong khoảng thời gian là bài hát nối vòng tay lớn. Bắt đầu! Lần lượt lên trên ghim cho cô. Nhóm 1 lên trên ghim trước nào. Cô mời đội 1 lên ghim trước. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, các con đã dán những tờ giấy màu sặc sỡ lên trên 3 tấm bảng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Trước tiên là cô xem đội 1 nhá. Đội 1 đã có 21 đáp án đúng. Rồi bây giờ sang đội 2 nhá. Đội 2
nay có 29 đáp án đúng. Bây giờ thì cô muốn là mời hai bạn lên kiểm tra chéo kết quả của đội 3. Ai xung phong? Rồi, cô mời con. Cô mời con. Rồi, con Khôi đứng bên này. Theo tớ thì nhóm 3 là kết quả là bao gồm 29 kết quả đúng. Rồi, cảm ơn hai con. Mời các con về chỗ. Như vậy chỉ sau 2 phút các con đã tìm được rất nhiều các đáp án nên và không nên. Qua đó cô thấy rằng là các con đã tìm hiểu rất kỹ và cô xin chúc mừng tất cả các con. Các con ạ, khi chúng ta giao tiếp trên mạng thì chúng ta cũng cần phải có những cái văn hóa ứng xử sao cho phù hợp. Và như các con đã biết, không gian mạng chính là môi trường công cộng. Vì thế mà khi giao tiếp trên mạng, các con cần lưu ý giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng. Và bên cạnh đó, chúng ta hãy đối xử tử tế với người khác trong không gian mạng. Tuyệt đối không nói những hoặc là sử dụng những cái hình ảnh xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, ứng xử có văn hóa khi dùng email và tin nhắn. Với sự phát triển của công nghệ thông tin thì email và tin nhắn đã dần thay thế viết thư tay và chuyển phát nhanh. Và chúng ta thấy là nhờ có email và tin nhắn thì đã thay đổi cái cách chúng ta giao tiếp với nhau. Và cô rất muốn các con cùng chia sẻ với cô những cái trải nghiệm mà các con đã trải qua trong quá trình mà chúng ta sử dụng tin nhắn cũng như là sử dụng email. Cô mời con. Con xin chào cô và tất cả các bạn. Con tên là Trương Quỳnh Chi. Hôm nay con sẽ chia sẻ về trải nghiệm gửi nhầm Gmail của con. Hôm ấy là hạn nộp bài tập làm văn cho cô Thảo. Con đã làm khá là tốt và con tin chắc là mình sẽ nắm điểm 10 trong tay. Sau khi mà con nộp thì một vài hôm sau giáo viên có nhắn cho phụ huynh là con chỉ được 1 điểm với lý do là con không nộp bài. Con đã khá là bất ngờ và con đã hỏi cô thì cô bảo là cô chưa nhận được bài của con. Con về kiểm tra lại nhé. Thì con mới về nhà và kiểm tra lại thì mới phát hiện là con đã đánh nhầm địa chỉ email Gmail. Vậy nên là mỗi khi mà con nộp bài qua Gmail thì con đều phải kiểm tra lại kỹ rồi con mới gửi ạ. Cô cảm ơn con. Cô mời một bạn khác cùng chia sẻ nào. Cô mời con. Con với cô là sau đây con xin kể lại trải nghiệm của con chỉ vì để lộ mật khẩu email mà đã xảy ra chuyện không mong muốn ạ. Vào một lần, cô Trang giao cho cả lớp một bài dự án nên con đã xin phép bố mẹ sang nhà bạn Tùng để làm nhóm cùng các bạn. Sau khi hoàn thành xong bản PowerPoint và Word, con đã đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho cô Trang. Trong lúc truy cập vào email, con đã vô tình để lộ mật khẩu cho bạn Tùng biết. Lúc đó con cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, con chỉ nghĩ rằng là về nhà đổi lại mật khẩu mới cũng được. Nào ngờ sáng hôm sau khi đến lớp thì các bạn trong nhóm xuống vây xanh con và hỏi con về việc tại sao dự án của nhóm lại chỉ được có 1 điểm. Lúc đó thì con vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, không biết vì sao điểm nhóm lại thấp đến như vậy. Thì đúng lúc đó thì bạn Tùng cười phá lên. Hóa ra bạn Tùng đã truy cập vào mail của con để gửi thư trêu đùa các bạn. Thì sau đó con đã gặp riêng bạn Tùng để nhắc nhở bạn là không nên làm việc như thế. Thì bạn đã vi phạm quyền riêng tư của con. Sau ngày hôm đó thì con cũng tự rút ra cho mình một bài học, đó là cần nên bảo mật mật khẩu thông tin cá nhân của mình cẩn thận hơn để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Rồi, cô cảm ơn con. Rất tốt. Nào, cô mời tiếp tục nào. Cô mời các bạn chia sẻ với cô nào. Rồi, cô mời con. Thưa cô, sau đây con xin kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của con vì chậm trả lời tin nhắn. Hôm ấy là sinh nhật bạn Như Quỳnh, bạn Thúy Phương nhắn tin rủ con đi dự sinh nhật. Sau khi đọc xong tin nhắn của Thúy Phương, con vội chạy xuống xin phép mẹ.
Xuống đến nơi, con thấy mẹ đang làm món gà rán rất ngon. Con gọi xà và ngồi ăn mà quên mất là mình đang xuống để xin mẹ đi dự sinh nhật. Đến tối, con lên phòng thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thí Phương. Con mới sực nhớ ra là con quên mất không trả lời tin nhắn của bạn. Bạn gọi cho con không được nên đã để lại tin nhắn. Tối chờ cậu ở đầu ngõ nhà cậu lúc 18:30. Con cũng có rất hối hận gọi điện lại cho bạn thì bạn đã chờ con được 30 phút rồi. Con vội vàng chạy xuống xin phép mẹ, sau đó thay quần áo, chuẩn bị đồ đi ra. Việc đầu tiên con làm là xin lỗi bạn. Kể từ khi đó, con luôn chú ý hơn khi đọc tin nhắn của mọi người. Rồi, cô cảm ơn con. Nào, cô xin mời bạn khác cùng chia sẻ câu chuyện của mình. Cô mời con nào. Con chào cô và các bạn. Trong tiết học ngày hôm nay, con muốn chia sẻ với cô và các bạn về câu chuyện khiến con ân hận mãi với bạn Khang, bạn thân hồi cấp 1 của con khi nhắn tin với bạn ấy. Con và các bạn, mỗi bạn vào một trường trung học cơ sở khác nhau. Vì thời gian biểu của hai người là khác nhau, vậy nên là chúng con không có cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với nhau. Bỗng một ngày, bạn Khang nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của con. Nhưng vì mải tham gia buổi dã ngoại của lớp nên con chỉ trả lời một câu cụt ngủ tốt. Con không ngờ tin nhắn đó đã vô tình làm bạn tổn thương và buồn. Con đã xin lỗi và giải thích với bạn. Rất may là bạn đã tha thứ cho con. Từ câu chuyện này, con rút ra được bài học đó chính là nhắn tin phải lễ phép, có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Con xin hết. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của con. Như vậy chúng ta thấy là việc sử dụng email và tin nhắn tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu chúng ta không chú ý, sẽ dẫn đến những cái sự cố rất là đáng tiếc. Và hôm nay thì cô muốn mời các bạn cùng theo dõi một, có thể nói là một chuyên gia tin học của lớp mình, sẽ hướng dẫn các con cách sử dụng và cách gửi một cái bức thư email sao cho đúng các thao tác. Và các con cùng hướng lên màn hình xem người bạn đó là ai nhé. Xin chào thầy cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 6H1. Hôm nay mình sẽ quay lại cách mình gửi email nộp bài tập môn tin học nhé. Sau khi đã truy cập được Gmail, chúng ta ấn vào chỗ soạn thư. Mình ở dòng đến, mình điền địa chỉ email của thầy cô hoặc bạn bè vào. Dòng tiếp theo là tiêu đề thư. Tiếp theo là nội dung thư. Theo chúng ta sẽ gắn file, chúng ta ấn vào phần đính kèm tệp. Như vậy là đã được rồi, sau đó chúng ta ấn nút gửi. Vậy là đã hoàn thành các bước để gửi email cho thầy cô. Còn khi gửi email cho bạn bè, các bạn cũng nhớ bức thư có đầy đủ tiêu đề, nội dung lịch sự, đảm bảo người nhận thư biết người gửi là ai. Sau đó mình ấn gửi thư là xong rồi. Con cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe con ạ. Rồi. Phần chia sẻ của Phương Linh gợi cho cô nhớ đến chính những cái tình huống mà mình đã trải qua trong cái giai đoạn mà chúng ta học online vừa rồi. Và cô cũng đã giao rất nhiều bài tập cho các lớp, và không chỉ một lớp mà nhiều lớp khác nhau. Tuy nhiên là khi mà cô nhận bài tập của các con thì có những thư là các con đã quên không ghi tiêu đề, thậm chí là các con còn quên không ghi tên của mình, không ghi lớp, và rất khó khăn trong việc là cô chấm bài. Thậm chí có những bạn là gửi thư cho cô là chỉ có đính kèm bài tập và không có một bất cứ một cái lời nói nào. Và phần hướng dẫn của Phương Linh đã giúp cho chúng ta vừa là gửi thư một cách chính xác, tránh những cái sai sót, và đảm bảo trong quá trình mà chúng ta gửi thư là chúng ta
cư ứng xử rất là văn hóa, đúng không? Với các bạn thì chúng ta có thể thân mật với thầy cô giáo khi chúng ta gửi mail hay nhắn tin thì chúng ta dùng những cái từ ngữ lễ phép, thưa, dạ, vâng. Các con nhớ chưa? Rồi. Như vậy các bạn lưu ý cho cô, bài học về ứng xử có văn hóa khi dùng email và tin nhắn có hai lời khuyên. Thứ nhất là chúng ta sẽ đảm bảo cái tính bảo mật, và thứ hai là chúng ta đảm bảo tính lịch sự. Chúng ta vừa trải qua 3 nội dung của bài học, và để củng cố nội dung bài học ngày hôm nay thì các con sẽ cùng tham gia trò chơi ai chọn đúng. Trò chơi này chúng ta sẽ có 6 mảnh ghép. Chúng ta sẽ lần lượt lật mở từng mảnh ghép từ số 1 đến số 6 để xem rằng là cái bức ảnh đằng sau mảnh ghép là gì nhé. Nào, cô xin mời các con cùng lựa chọn mảnh ghép của mình. Cô xin mời con ạ. Con sẽ chọn mảnh ghép số mấy? Con thưa cô là con chọn mảnh ghép số 4 ạ. Chia sẻ các thông tin cá nhân trên mạng xã hội là đúng hay sai? Con thưa cô, câu trả lời của con là sai ạ. À, câu trả lời là sai. Chúng ta xem đáp án nhá. Rồi, sai là đúng đúng không? Cảm ơn con. Cô mời bạn khác nào. Rồi, cô mời con. Con thưa cô, con chọn mảnh ghép số 1 ạ. À, con chọn mảnh ghép số 1. Chia sẻ những thông tin mình nhìn thấy không cần kiểm chứng là đúng hay sai? Con thưa cô, đáp án của con là sai ạ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cô mời các bạn khác nào. Cô mời con. Con thưa cô là con chọn mảnh ghép số 6 ạ. Mảnh ghép số 6, sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, đúng hay sai? Cô đáp án của con là sai ạ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mảnh ghép đã được dần được lật mở rồi. Các bạn khác nào? Cô mời con. Con xin phép cô cho con chọn mảnh ghép thứ 2. Mảnh ghép số 2, cẩn trọng khi lựa chọn bạn bè trên mạng xã hội, tuyệt đối không được một mình đi gặp bạn quen qua mạng xã hội. Đáp án của con là đúng ạ. Rất chính xác. Rồi, chúng ta chỉ còn 2 mảnh ghép. Bạn nào xung phong nào? Cô mời con. Rồi, mảnh ghép số 3. Sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao. Hãy sử dụng số, chữ hoa và chữ thường trong mật khẩu. Không chia sẻ mật khẩu với người khác, kể cả bạn bè. Luôn ghi nhớ đăng xuất tài khoản cá nhân ở các thiết bị, đúng hay sai? Ta cùng xem đáp án nhá. Rồi, đáp án của bạn rất chính xác. Rồi, chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng. Cô mời con. Mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép số 5. Đăng tải những thông tin của người khác lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của người đó, đúng hay sai? Con thưa cô, đáp án con chọn là sai ạ. Ta xem đáp án nha. Rồi, cô thấy là trong cái tiểu phẩm của chúng ta ban đầu đúng không? Và cũng trong thực tế cuộc sống thì cô cũng bắt gặp rất nhiều những cái hiện tượng là có người là tự ý đăng cái ảnh của mình lên trên mạng xã hội mà chưa có sự đồng ý của người đó. Nào, cho cô hỏi là nếu trong trường hợp mà mình có một cái bức ảnh mang tính chất riêng tư và trong cái bức ảnh đó thì con đang nhắm mắt chẳng hạn này, tức là rồi gương mặt của con lúc đó nó chưa thực sự là đẹp chẳng hạn, thì khi mà một bạn khác đăng ảnh tập thể nhưng trong đó có cái ảnh đấy của con thì con sẽ cảm thấy như thế nào và con sẽ làm gì? Nào, con sẽ cảm thấy như thế nào khi một người mà đăng một cái bức ảnh mà lúc đấy mình đang nhắm mắt và cái gương mặt nó không được tươi tắn cho lắm? Cô mời con nào. Con sẽ cảm thấy không vui và muốn bạn ý xóa đi ạ. Rồi, như vậy tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy không vui cho lắm đúng không? Và chúng ta sẽ yêu cầu bạn là gỡ cái tấm ảnh đấy xuống và có thể là thay bằng cái tấm ảnh mà mình trông xinh hơn. Rồi, cô cảm ơn con. Các con cùng hướng lên trên màn hình chúng ta xem bức ảnh đằng sau mảnh ghép nhé. Đây là bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và điều 4 quy tắc ứng xử cho tổ chức và cá nhân. Sau đây cô xin mời một bạn đọc thật to rõ ràng cho cả lớp điều 4 quy tắc ứng xử cho tổ chức và cá nhân. Cô mời bạn Chi ngồi gần máy chiếu nhất nào. Điều 4 quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân. 1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia mạng xã hội. 2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức,
cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia sử dụng mạng xã hội. 3. Thực hiện biện pháp quản lý, tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông tin tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống đáng tin cậy. 5. Có các hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Không sử dụng các từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. 6. Không đăng bài những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác, sử dụng ngôn từ phản cảm, vi phạm phong tục, vi phạm phong mỹ tục, thông tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 7. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt. 8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và lành mạnh. Rồi, cô cảm ơn bạn. Bạn đã đọc rất to rõ ràng cho chúng ta điều 4 quy tắc ứng xử cho tổ chức và cá nhân. Vậy thì bây giờ các con nhìn quan sát vào trong sách giáo khoa trang 32. Các con hãy thực hiện cho cô bài tập số 1. Hãy cho biết những quy tắc của mỗi cá nhân được nêu trong điều 4 của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2021. Như vậy bây giờ các con sẽ nhanh tay ghi thật ngắn gọn những cái quy tắc nào thuộc về cá nhân của mỗi cá nhân nhé. Các con ghi vào trong vở cho cô nào. Các con ghi thật ngắn gọn. Là điều 4 quy tắc ứng xử cho tổ chức cá nhân trên mạng xã hội. Cô hy vọng rằng các con sẽ ghi nhớ và có thể áp dụng để trở thành những người văn minh trong một thế giới văn minh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin trân trọng cảm ơn các con.